đều như ngày trước. Trước kia mà các bạn biết thì mình sẽ đổ rất là nhiều keo lên và nó thành một lớp, nó tầm khoảng 3 ly. Nhưng mà bây giờ mình không làm thế nữa, mình chỉ để cho nó vừa đủ keo đổ lên bề mặt thôi, chứ không không để nhiều nữa. Khả năng là bị thiếu 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 keo. Hello nha, xin chào các bạn. Đây. Sau đấy channel hôm nay sẽ có một bài chia sẻ các bạn về cái bộ 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 pin mặt trời nhá. Bộ pin mặt trời các bạn nhìn thấy đúng đang sử dụng không? Đây là bộ dàn 4 tấm mình đang dùng này. Cho bạn xem này. Dàn 4 tấm này. Thì bây giờ trong quá trình sử dụng pin mặt trời này nó có một vấn đề phát sinh tiếp theo của cái dàn 4 tấm này nha, mà nhiều bạn dùng rồi sẽ phải biết. Tức là pin nó sẽ bị vỡ. Không phải nó vỡ mà là không phải nó muốn vỡ mà là trong quá trình sử dụng nó phát sinh ngoài ý muốn thì nó bị vỡ. Thì bây giờ vỡ các bạn sẽ làm như thế nào? Đây cho bạn xem. Đây cho bạn xem. Đây. Đây chính là tấm pin bị vỡ này. Các bạn nhìn này, vỡ vụn này này. Đấy, vỡ như hạt ngô luôn. Đây. Nó chỉ bị đúng một điểm này. Vỡ vụn toàn bộ luôn. Thế bây giờ bị vỡ rồi thì làm thế nào để sử dụng được tấm này tiếp hay là bỏ? Đấy là bài toán tiếp theo dành cho những bạn mà hôm nay mình sẽ có cái chia sẻ về vấn đề pin mặt trời này. Vỡ rồi thì làm thế nào, bỏ đi hay là sử dụng tiếp? Đấy, thử thách hôm nay cực kỳ phê luôn. Mà những bạn nào dùng pin mặt trời thì sẽ đều biết cái này. Đây, vỡ như hạt ngô, bạn nhìn này. Vỡ vụn hết luôn này. Đây. Chia sẻ cho bạn xem này, đây. Nó chỉ vỡ đúng một cái điểm này, sau đó nó bung toàn bộ ra luôn. Cái dòng kính cường lực đặc biệt nó lại rất quái đản như vậy. Khủng khiếp. Cho bạn xem. Đây các bạn xem nhá. Đấy, để tiến hành sửa được cái tấm pin mặt trời này này thì nó có rất là nhiều cách, nhưng mà thường thì bây giờ mình toàn dùng cái này thôi các bạn ạ. Có một số anh thì dùng cái ly lông mà bọc xe máy ấy, anh ấy phủ một lớp lên cũng được, nó có là phương án hay. Và mình thì hay dùng cái cách này, nhưng cách này đã dùng rồi thì sau này không thể bỏ được các bạn ạ. Còn nếu như dùng ly lông thì các bạn phải bóc ra dùng tiếp được. Thì là ly lông dùng khoảng độ tháng 2 tháng thì thích thì bỏ ra, nhưng mà riêng cái này lắp rồi thì bó tay chấm com luôn, chỉ có dùng tiếp thôi. Chính là cái này, keo hai thành phần AB. Keo này là keo trong suốt, tức là nó sẽ khi đổ xong nó trong veo luôn, không nhìn thấy cái gì cả. Đấy, thì cái toàn bộ nó sẽ che hết mặt kính vỡ đi, lại sử dụng tiếp được. Bởi vì cái mặt kính ở trên này này chủ yếu là để tránh bị nước nó vào, chống nước. Chứ còn pin ở dưới thì không làm sao cả. Đấy, nó vỡ nhà thì nó sẽ làm tấm pin này không còn khả năng chống nước nữa. Đấy, nó chỉ khác mỗi như vậy thôi. Thế này mình mới chia bảng như vậy. Thì bây giờ bắt đầu ta tiến hành cách để xử lý cái tấm pin này nhá. Bây giờ phải làm như thế nào? Đây, có hai đoạn dung dịch. Bây giờ bắt đầu mình sẽ mang cái đồ nghề để cho bạn xem cách khắc phục như thế nào. Cái cân này nhá, thì các bạn sẽ cân theo tỷ lệ 3:1 cho mình. Đây này. 3:1. Thì cái dung dịch này sẽ là 1 và tỷ lệ này sẽ là 3. Bạn chú ý nhá. 3:1 chia sẽ như vậy, thì cái này cho các bạn xem mà dễ hiểu. Cái bộ máy nó đang kêu hơi to đây này, cái con pin mặt trời này nó chạy này. Nó kêu kinh khủng luôn bạn ạ. Đấy, ở giữa mẹ quả hai quả mẹ lo phản ứng hạt nhân rất kinh khủng luôn. Đây là sẽ bật pha nhá, bạn bấm nút lên cho mình này, bật lên. Cái dung dịch này sẽ là 3, dung dịch này sẽ là 1. Đấy, các bạn chú ý nhá. 3 và 1. Thì bây giờ mình sẽ chia cái này xem nào, cái cân này. Cái cân này nó đang là 6 gram, 6 gram thì mình sẽ tre cho nó không này. Phải không này. Bây giờ mình sẽ đổ vào đây khoảng tầm 100 gram thì cái này sẽ là 30 gram, 33, các bạn chú ý nhá. Bây giờ mình sẽ tắt máy quay đi để làm cho nó dễ hơn này. Thì tức là cái này để 100 thì cái bộ này như bình thường mình đổ nhá thì nó phải tầm cỡ khoảng tầm 300 gram thì mới đạt yêu cầu. Ít quá thì dùng không 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 đủ các bạn ạ. Đổ trên bề mặt là bị thiếu. Đây này. Đây chính cái tấm này, đổ sẽ đầy hết cái bề mặt này luôn. Đấy, xung quanh tấm pin thì mình làm một cái tấm viền này nhá. Đấy, cái viền này. Cái viền này là bằng băng dính bọc lại để cho tránh cái keo nó đổ ra ngoài. Thì bắt đầu ta tiến hành đổ keo thì nó sẽ ở trong cái khuôn này thôi, nó không chạy đi đâu được các bạn ạ. Chứ còn nếu không có cái này là nó sẽ chạy lung tung phèng ra xung quanh các bạn, nó cũng rất là phí. Keo nó rơi ra lung tung, mình cần là nó tập trung trong cái khu này thôi. Thì keo này mình để ở mức 153 nhá, 0.79 các bạn nhìn này. Đấy, thì cái sang kia các bạn phải đổ chú ý cho mình nhá. Thì nó sẽ vào khoảng 550 về không này. Thì dung dịch bên này sẽ đổ tầm 50 này, vỡ hết cái nắp rồi. Vụn ra rồi này. Cái dung dịch này nó làm bục bở hết các cái keo ra luôn bạn ạ. Các
Con này đổ khoảng 5-50 lạt nhé. Nó vênh một chút được, 1-2 hoạng được. Đấy, tầm như thế này đàn này. Nhiều hơn được hoặc ít được, nhưng mà các bạn chỉ để tầm nhà cho mình đạt thôi nhé. Bây giờ bắt đầu đổ hai dung dịch vào nhau và khuấy đều lên. Đấy, các bạn trộn đều với nhau nhé. Khoáng đều như này này. Đấy, khoáng cho nó tan ra mất khoảng tầm 1 phút để ngoánh cái này. Đánh đều lên để cho cái dung dịch nó hòa, sau đó đổ lên cái mặt kính thôi. Đổ rất là nhanh nhưng mà chỉ có lúc cái hòa này phải cẩn thận này. Đúng tỷ lệ chứ không nó sai tỷ lệ lên là nó hỏng đấy. Rồi, đã xong, hòa tan rồi nhé. Để cầm cho anh. Xong rồi ta sẽ đổ cái keo vào cái mặt kính nha. Cái này mình đổ ít đấy, bình thường hôm mà mình đổ tầm 400-500 thôi, hôm nay mình đổ ít thôi. Hòa để cho nó tan cái, nó phủ lên bề mặt thôi chứ còn không để nhiều á. Mọi lần trước đổ nhiều lắm. Toàn đổ 500 ml cơ. Cái này ở đây mới được có hơn 100, 150. Các bạn sẽ dùng cái này nhé, cái này quẹt nhé, để đánh đều ra. Dàn đều keo lên bề mặt. Tránh chỗ thừa, chỗ thiếu. Rồi. Mục đích chính cái dàn này để cho keo nó phủ lên bề mặt thôi là được. Đấy, mình đang đổ keo cho nó lên bề mặt nhé. Tức là mục đích chính của mình là cái keo này phủ lên bề mặt thôi chứ không phải là đổ dàn đều như ngày trước. Trước kia mà các bạn biết thì mình sẽ đổ rất là nhiều keo lên và nó thành một lớp, nó tầm khoảng 3 ly. Nhưng mà bây giờ mình không làm thế nữa, mình chỉ để cho nó vừa đủ keo đổ lên bề mặt thôi chứ không để nhiều nữa. Khả năng là bị thiếu keo không đủ. Đấy, keo nó giải lên bề mặt này. Tức là trên bề mặt có lớp keo để tránh nó bị mưa nó vào thôi, mục đích chính là thế. Tức là mưa nó sẽ không vào được, nước mưa hoặc nước nó không đọng vào. Thế thôi chứ không cần đổ nhiều như trước. Trước đổ nhiều keo quá, đổ nhiều chóng mắt luôn các bạn ạ. Đấy, cho bạn xem dàn nó đang chạy này. Lúc sáng mình quay cho bạn xem là 90 số, bây giờ nó được 91.86 ấy. Tức là gần được gần hai số. Một ngày bộ này ra được tầm khoảng 10 số. Từ giờ trưa, khoảng buổi trưa là mẹ buổi trâu bò nhất, bởi vì lúc cái bắt đầu mình chạy mấy cái điều hòa mà. Điều hòa buổi trưa mới dùng nó giãn nó mới khỏe. Đấy, mình đã tính anh phủ keo xong bạn nhé. Bây giờ mình sẽ để cho, bây giờ là đang là buổi trưa thì mình bộ này nó mất tầm khoảng 6 tiếng để nó khô, vì keo mình để rất là ít. Mọi lần trước mình để 500 ml cơ, hôm nay mình để có 150 thôi. 150 thì nó sẽ rất là ít, thì các bạn sẽ để như thế này và cho chờ cho nó khô. Đấy, tức là bây giờ mình sẽ để chờ nó khô. Các bạn muốn một là như này luôn, hai là có thể mang muốn cho khô nhanh ấy, thì mang cái máy sấy tóc thổi cũng được, nhưng mà mình không để nguyên này. Trời nắng rất là to rồi thì cứ để cho thôi, để tầm đến chiều. Đây là nó ngấm xuống dưới các bạn này. Đấy, các bạn thấy cái này không, nó đang ngấm xuống dưới vỡ này này. Đấy, thế thôi, bây giờ ta sẽ để cho nó khô rồi là xong, là tấm pin coi như đã hoàn thành. Tấm này là bị vỡ cả xeo bên này luôn bạn này, toạc luôn này. Coi như là gần như là không sử dụng được. Còn là các cái tấm vỡ này thì gần như là lắp lên dùng được bao nhiêu thì dùng, các bạn đỡ phí, với cả một lợp cho nó đỡ nóng mái nhà rồi, chứ còn hiệu suất rất là thấp nha, các bạn chú ý đấy.